tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi, rồi mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn dâu đôi khi ta giận hờn, yêu làm nhau cho nhau biết bao là ăn chăng. Bằng lát xin gần đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ai sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Bà con xa cũng bằng lát xin gần đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ai sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Chặt, ôi đẹp quá. Trời ơi sao quá trời đồ đẹp luôn nè, đã quá. Ôi, ăn đi, cái này nè nè, đẹp quá trời luôn nè. Ê, đẹp quá trời luôn, dễ thương quá nè. Dễ thương quá ha. Dễ thương đem về nhà chơi đi chứ, để đây chi bùi nhùi vậy, tôi đâu thấy dễ thương gì đâu, ngứa mắt không. Em sao quá hơn, em khó quá, để đây có một xíu quá. Xíu cái gì? Nãy giờ em vô em pha ly nước cam là em thấy chị bài biện ra rất rất là nhiều rồi nha. Nha. Bây giờ em kêu chị đem cái đống đồ này đi về nhà giùm em liền nha. Em khó quá hơn, chị để đồ có xíu thôi, thì lát dọn. Lát lát cái gì, em muốn bây giờ dọn rồi chứ không phải lát. Trời ơi em thấy không, quá trời đồ luôn nè. Giờ kêu chị dọn sao chị dọn hết. Thôi nói chung là bây giờ là cái này là cái quán buôn bán của tôi, hiểu không? Chỗ làm ăn kinh doanh của người ta chứ không phải cái nhà kho mà đem một đống đồ vô đây rồi bài như vậy đó. Đó bà thấy cái quán tôi không? Ý nhỉ? Biết rồi. Thôi thì dạ, lát nữa thôi chị kiếm cái gì nó đẹp đẹp á, nó sang sang á, hợp với em cái chị tặng cho em. Đúng đó, ờ vậy đi. Đó đi đó. Nèo miếng cam rồi vô đi. Tình thương, anh thương. Để đây xuống nha. Em mà thôi không được, thả cái ly nước cam xuống. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Dạ. Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi không cần bà tặng quà đâu, tôi chỉ cần bà đem hết cái đống đồ này về nhà của bà thôi. Em nói nghe nè, bây giờ mà em đuổi chị á thì em là người hai ba lời luôn á, em biết không? Trời kỳ cục quá à, em vừa mới đồng ý cho chị ngồi đây mà chị ngồi đây là chị mua nước đàng hoàng chứ không phải chị không mua đâu mà đuổi. Thì tại hồi nãy là mình nghe có quà thì mình hưng phấn một chút nhẹ rồi mình gật đầu thôi, lúc đó mình không có kịp suy nghĩ. Bây giờ mình suy nghĩ kỹ lại rồi thì mình thấy là làm vậy là mình bị mất quyền lợi quá nhiều. Tự nhiên món quà có chút xíu thôi, cái tự lát hồi á hả, không ai vô quán luôn là tôi mất doanh thu nguyên ngày hôm nay luôn, đâu có được. Ôi cho chị ngồi xíu đi, em cứ khó khăn chi vậy. Bây giờ sao một hai lần cước ở đây lì phải không, có đi chịu đi về chưa, tôi quăng hết cái đống đồ này ra đường nha. Cho chị để đây đi mà, phải đồ này phải của mình chị không đâu, 70% là của em rể em chứ ai. What? Có chuyện gì vậy ha? Của em rể em, tức là của Mạnh Hùng. Ừ, của Mạnh Hùng đó. Ủa cái gì vậy? Chị liên quan gì tới chồng của tôi hả? Cái vấn đề gì đâu. Bà đừng có xạo nha, bây giờ bà không khai ra ha, là dắt lên trời, em chồng bà đi. Được luôn cái bản mặt. Nè, thôi đi. Cái bản mặt của chị em, bởi vì em nhìn tướng số nè, rất là ra dáng của cách D như chị. Đúng rồi, trời ơi. Cách D là gì? Tôi đây mà nói. Cách D. Tôi đây. Ở đúng rồi, tính cách D vậy đó. Nè. Thôi chị đừng có nói nữa. Em biết từ lâu lắm rồi, em cứ thấy là chị lại gần anh Hùng. Đúng rồi, lại gần anh Hùng hoài luôn á. Trời ơi, anh Hùng của cô là gì so với anh bảo vệ đẹp trai của chị? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Chồng lùm tè. Chồng của em đẹp. Ngồi. Trời ơi, tôi thấy không đẹp chỗ nào luôn, tôi thấy chồng tôi là nhất á bà. Thôi này, thôi anh đừng, chị đừng có nói nữa. Tại vì á hả, là chồng của chị không bằng chồng của tôi cho nên chị mới lén phén chồng của tôi. Nhưng bây giờ chị có nói ra cho em biết không? Nếu mà chị không khai ra hả, là em mét anh Tuấn á. Đúng rồi, mét anh Tuấn á. Tự nhiên Mạnh Hùng kêu tôi giấu thì tôi mới giấu, tự nhiên. Chị giấu đầu lòi đuôi, chị đừng có cản em. Này, mọi người làm gì đây? Anh nói cái gì nữa hả? Anh còn binh cô ta nữa hả? Anh... mình có con rồi đó. Anh trời ơi, em thì cũng phải vì con chứ. Trời ơi, em không ngờ anh là cái... Em! Ơ kìa. Em! Đi vô đây rồi, đi vô đây. Ê! Ngồi lẹ đi. Đi vô đây, lẹ lên. Tốc độ. Trời đất ơi là trời quá đất cô rồi. Thiệt luôn á, cô á. Em cũng không ngờ vậy luôn á. Cậu, mai mốt đặt đồ. No, mượn điện thoại của tôi.
mà đặt đồ rồi xong ra một đống, tôi phải ngồi tôi lựa ra đồ của tôi, rồi xong bây giờ đây vợ anh nói là tôi với anh là có một cái quan hệ bất chính. Trời đất ơi, gia đình gì mà tin tưởng nhau dữ vậy kìa. Nghĩ sao so sánh anh với chồng tôi, chê chồng tôi lùn. Trời ơi. Ủa vậy cuối cùng là sao? Thì là bỏ qua hết mấy cái hiểu lầm đi ha. Thì là hôm trước như này, điện thoại em, điện thoại của anh hết pin, xong rồi anh mượn điện thoại của chị để đặt hàng. Tại vì đang ở cùng trò chuyện với cả cửa hàng nên là... Trời đất ơi, thì ra là mượn điện thoại của bà này đặt hàng. Vâng. Mày đặt cái gì vậy? Không có gì. Thì coi như là chồng của em tôi đẹp quá thì nó ghen chút thôi, làm gì căng. Cái bằng anh bảo vệ của tôi. Tức ghê. Tại vì bà không nói nó đạn. Để người ta nói chuyện riêng với gia đình như thế nè. Đóng đồ này mua mà làm gì thùng thùng đồ này của anh hết hả? Ừ. Hay là cái này là của hai người luôn? Sao nhiều nhỉ? Mua cái gì nhiều vậy? Đây đi. Của anh không hả Hùng? Ủa sao anh vừa chơi quá trời quá đất vậy? Thì anh mua cho con mình mà. Mua cho con? Ừ. Ai mượn? Rồi tự nhiên mua cho con mà tự nhiên mua cái gì? Một đống đồ chơi vậy? Em ơi, em có biết là mua một cái đống này là em có thể mua được mấy chục hộp sữa cho con bú không? Trời, nó lớn như vậy uống sữa thì nhiều nữa hả chị? Bây giờ phải mua đồ chơi cho con để nó phát triển tư duy sáng tạo hơn. Nè nè nè, em mới có vấn đề á em. Bây giờ nha, em muốn mua đồ chơi đúng không? Em muốn có đồ chơi cho con em đúng không? Vâng. Em đi kiếm đồ chơi cũ con của Thúy Loan nè, con của chung cư này đầy đồ chơi cũ, tự nhiên đi xách tiền một đống rồi mua cái đống này chi không biết. Đúng rồi đó, với lại mấy cái này nè, mua hàng trên mạng không rõ nguồn gốc ha, xong rồi nó là đồ dở một cái là con em xài là nó bị cái gì là tại em hết đó. Ủa anh thấy chưa? Ủa tại sao anh mua mà anh không hỏi em? Rồi anh mua có một tí đồ chơi thôi mà em với cả chị cứ loạn hết cả lên vậy. Loạn hết cả lên hả? Mắc cười quá. Một tí. Thì em không có nói gì nữa đâu. Em không nói là em hành động luôn á. Từ nay anh xài cái gì anh ghi ra từng cái cho em phát tiền cho anh từng đồng. Chết rồi chưa, xui. Anh xin lỗi. Nhưng mà... Nhưng cái gì nữa, anh xin lỗi mà, nhưng mà hả? Những gì? Anh đặt thêm một đống nữa rồi. Quá trời. Người nghèo khó, người nghèo khó, người giàu sang.